Hello, chào mọi người nha. Mình chúc mọi người năm mới luôn luôn hạnh phúc nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 12, là ngày sắp là ngày đầu của năm 2022 nha các bạn. Hôm nay vì tháng cuối, năm cuối của năm 2021 và năm mới, mình chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc và mạnh khỏe, để có sức khỏe để làm việc nha. Hôm nay mình tâm sự thôi, tâm sự với mọi người nha. Đấy, chào đi. Hello. Hôm nay mình sẽ livestream về nói về những công việc năm qua. Đấy, mình làm YouTube gần hơn một năm rồi mọi người. Giờ thì kênh mình đã bật được kim tiền rồi. Giờ mình chưa kịp làm để ứng, gọi là không phải kênh mình bật kim tiền nữa mọi người. Hôm nay mình sáng sớm mình muốn giao lưu với mọi người vì lâu quá bữa này mình mới rảnh rảnh rỗi tâm sự với mọi người nha. Vì trong suốt thời gian qua mọi người luôn luôn ủng hộ mình cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Mình chúc mọi người hạnh phúc mạnh khỏe nha. Vì những năm qua mình gặp nhiều rất khó khăn về công việc, vừa không có thời gian quay video cho mọi người xem và lại không có thời gian để mình học thêm để có kiến thức mới với đều. Lời chúc sức khỏe luôn hạnh phúc với mọi người nha. Vì năm cũ đã qua, năm mới đã về, mình mới có sức khỏe để làm việc để mình có ngày mới đi quay clip video làm việc làm ăn phát đạt nha mọi người. Vì lâu lâu lắm rồi đấy, hơn một năm rồi mình livestream một tâm sự năm cũ qua năm mới về. Mình sẽ cố gắng làm những gì chưa chưa được và những gì chưa làm được mọi người. Mình phải tìm tìm thêm, học thêm cách nào để video của mình phát triển nhé mọi người. Vì mình rất rất thích